Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 31. Phút. Ngay khi Đường Sở Sở rơi xuống đất, một bóng người vọt tới ôm lấy cô, người này chính là Diệp Phàm. Nhưng ánh mắt Diệp Phàm lúc này chỉ có một màu xám chết chóc, giống như đôi mắt của tử thần, trên người tản ra cỗ hơi thở tĩnh mịch, khiến cho người một a phải dùng mình. Lúc này, khí tức tản ra từ trên người Diệp Phàm khiến người khác phải tê dại ra đầu, tìm đập nhanh. Ngay cả trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông cũng nhíu mày nhìn hắn, trong lòng ông ta có một dự cảm xấu. Sở Sở, xin lỗi. Diệp Phàm ôm chặt lấy Đường Sở Sở. Em yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Diệp Phàm siết chặt nằm đấm, hơi thở chết chóc trên cơ thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có hơi thở này nhanh chóng tản ra, bao trùm toàn bộ thông thiên giới. Chỉ trong chốc lát, tất cả người bên trong thế giới này đều run lên, bọn họ cảm giác như cái chết sắp đến gần, giống như có thể bước chân vào địa ngục bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Phàm cõng Đường Sở Sở trên lưng, đôi mắt chết chóc nhìn vẽ phía Viêm Đình, hắn gằn từng câu từng chữ, người đáng chết. Chỉ vẻn vẹn ba chữ nhưng đã khiến cho Viêm Đình tương đương một cường giả tới từ thế giới cấp cao thấy lạnh sống lưng, da đầu như muốn nổ tung. Muốn chết. Rất nhanh, vẻ mặt Viêm Đình trầm xuống. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên ngọn lửa, ông ta trực tiếp ra tay đánh về phía Diệp Phàm. Chết! Diệp Phàm cống Đường Sở Sở lao về phía Viêm Đình, hẳn vung quyền đánh tới, từng luồng khí xám chết chóc trực tiếp bộc phát, va chạm với đòn tấn công của Viêm Đình. Lực tấn công của Viêm Đình vừa tiếp xúc với khí xám đã giống như băng gặp lửa, trong nháy mắt đã bị ăn mòn phá hủy. Luồng khí xám quét về phía cơ thể Viêm Đình, khi đối phương tiếp xúc với khí xám, cơ thể nhanh chóng bị ăn mòn, từ từ toát ra tử khí. A! À, vẻ mặt Viêm Đình lập tức thay đổi rồi hét lên tiếng kêu gào đau đớn, ông ta dùng toàn bộ sức mạnh muốn ngăn chặn luồng khí này nhưng không thể nào làm được, ngược lại còn bị lan tràn ra khắp cơ thể. Ầm! Diệp Phàm đánh một quyền với thế không thể đỡ lên người Viêm Đình, sức mạnh khủng bố tắn ra trực tiếp đánh xuyên ngực ông ta. A! À, lúc này Viêm Đình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể nhanh chóng bị ăn mòn. Cuối cùng, ầm một tiếng, Viêm Đình trực tiếp nổ tung, từng mẩu tay chân rơi là tả đầy đất, nguyên thần của ông ta bị đám khí xám kia cần nuốt sạch, không hề có cơ hội chạy thoát. Vụt! Nghiêm Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt hẳn lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng hỗn loạn, hắn ta không ngờ sư tôn của mình lại. Chết như vậy, ngay cả lực phản kháng cũng không có. Ngay sau đó, Nghiêm Kiêu nhấc chân muốn bỏ chạy, hẳn biết rất rõ, nếu mình không đi, kết cục sẽ giống như cha hắn. Lúc này, Nghiêm Kiêu dùng toàn bộ lực lượng, thì triển ra thân pháp mạnh nhất của Viêm Tông, ngay khi hắn chuẩn bị biến mất khỏi thông thiên giới thì ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía hắn, chỉ xích thiên nhai. Phút, vừa dứt lời, cơ thể hẳn như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đứng trước mặt Nghiêm Kiêu. Mày, Nghiêm Kiêu nhìn thấy tốc độ của Diệp Phàm nhanh như vậy, hẳn ngây ngẩn cả người. Lúc trước, Diệp Phàm đã xem trong miếng ngọc N thượng cổ kia có cái gì, kết quả đạt được một môn thân pháp, tên là chỉ xích thiên nhai. Bộ môn pháp này khi tu luyện tới một trình độ nhất định, chỉ căn một bước đã có thể vượt qua chân trời góc biển, thậm chí là xuyên cả không gian, mặc dù Diệp Phàm mới bắt đầu luyện nhưng khi thực hiện, tốc độ vẫn đạt được tới cảnh giới cao nhất. Mày cảm thấy mày có thể chạy thoát sao? Ánh mắt một màu xám xịt của Diệp Phàm nhìn Nghiêu Kiêu giống từ thần chết tới từ địa ngục, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác như cái chết sắp đến gần. Xin chấm xin lỗi, đều là lỗi của tôi, xin cậu. Nghiêu Kiêu quỳ xuống cầu xin Diệp Phàm vung tay, ngọn lửa hừng hực bùng lên đốt cháy cơ thể Nghiêm Kiêu. A! À, lúc này, Nghiêm Kiêu kêu gào đau đớn, cơ thể không ngừng giãy giụa, nhưng không thể nào dập tắt được lửa. Cuối cùng vị đệ tử ngoại môn của Viêm Tông bị ngọn lửa thiêu sống, ngay cả nguyên đan cũng hóa thành bột mịn. Chết đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Giết xong hai thầy trò Viêm Đình, Diệp Phàm cõng Đường Sở Sở biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, những chuyện xảy ra trong tộc Thác Bạt nhanh chóng truyền ra, mặc dù 90% người có mặt đều bỏ mạng, nhưng vẫn còn vài người may mắn sống sót, hơn nữa những thế lực khác của thông thiên giới vẫn luôn quan sát cuộc chiến, đương nhiên trông thấy toàn bộ quá trình. Bởi vậy, bảy đại cổ tộc ở thông thiên giới bị diệt, 11 cường giả âm dương cảnh bỏ mạng. Cả chuyện trưởng lão và đệ tử ngoại môn của Viêm Tông tới từ thế giới cao cấp bị giết cũng được truyền khắp thông thiên giới, sau đó nhanh chóng lan ra những thế giới lớn khác, gây nên chấn động không nhỏ. Vài tiếng sau, có cường giả Viêm Tông tới thông thiên giới,
trực tiếp phát lệnh truy nã Diệp Phàm, thông báo cho những thế giới trung cấp và thế giới cấp thấp, ai gặp được Diệp Phàm thì lập tức báo cáo. Bất cứ ai bắt được Diệp Phàm sẽ được Viêm Tông thưởng hậu hĩnh, đồng thời còn có thể trở thành một thành viên của Viêm Tông, nếu ai là đồng bọn, thậm chí bao che cho hắn thì sẽ thành kẻ thù của Viêm Tông, nhất định phải chết. Sau khi lệnh truy nã này được ban bố, nó đã nhanh chóng lan rộng khắp các thế giới trung cấp và cấp thấp, mang tới rất nhiều ý kiến thảo luận. Những thế lực của trung cấp hay cấp thấp đương nhiên không dám đắc tội với Viêm Tông, vì nịnh bợ những tông môn tới từ thế giới cao cấp này, bọn họ điều động toàn bộ đệ tử, người trong gia tộc bắt đầu tản ra để tìm kiếm Diệp Phàm. Ảnh của Diệp Phàm đã được truyền khắp các thế giới để những người này tìm Diệp Phàm cho dễ. Viêm Tông vì muốn bắt Diệp Phàm mà phái ra toàn bộ trưởng lão, đệ tử ngoại môn, hộ pháp, chấp sự, bọn họ chia nhau đi khắp thế giới trung cấp, ngay cả mấy vị trưởng lão và đệ tử nội môn cũng tới, chỉ cần nghe thấy tin tức của Diệp Phàm thì sẽ lập tức tiến hành truy bắt. Lần này, Viêm Tông ra quân ồ ạt, hơn nữa mục đích bọn họ làm như vậy không chỉ vì báo thù cho sư đồ Viêm Đình, mục đích chính vẫn là vì thể diện của Viêm Tông. Dù sao thì Viêm Đình và Nghiêm Kiêu cũng không phải là người bình thường ở Viêm Tông, một là trưởng lão ngoại môn một là đệ tử ngoại môn, tương lai sẽ trở thành trưởng lão nội môn và đệ tử nội môn. Bọn họ đại diện cho mặt mũi của Viêm Tông, vậy mà lại bị một kẻ tới từ thế giới trung cấp giết chết, đây có khác gì đánh vào mặt bọn họ. Nếu không bắt được thì chắc chắn Viêm Tông sẽ trở thành trò cười các thế lực ở thế giới cao cấp, mặt mũi mất sạch, thậm chí còn ảnh hưởng tới uy vọng của Viêm Tông, vậy nên bằng mọi cách bọn họ phải bắt được Diệp Phàm. Khi Viêm Tông và những thế giới trung cấp, cấp thấp đang truy lùng Diệp Phàm, hẳn Cống Đường sợ sở vào trong một sơn động nào đó, bắt đầu trị thương cho cô. Hiện tại Đường sợ sở đã cạn kiệt sức lực, máu tươi và sức sống gần như một cụ già đã gần đất xa trời, cô đang hấp hối. Phút phút phút, Diệp Phàm thi triển cửu u hoàn hồn châm, đâm từng kim một lên cơ thể Đường sợ sở. Lần này, hắn đâm 9 kim chân vào trong cơ thể Đường sợ sở để giữ lại cho cô một hơi thở. Nhưng nếu muốn cứu mạng, trừ khi hắn có thể thi triển ra càng nhiều cửu u hoàn hồn châm. Cửu u hoàn hồn châm tổng cộng có 18 châm, nếu như hắn có thể thi triển được toàn bộ thì sẽ cải tử hoàn sinh, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Nhưng hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể thi triển nhiều nhất 9 châm, hẳn chỉ làm được cho Đường sợ sợ không chết, nhưng máu và sức sống trong cơ thể thì không thế nào khôi phục. Đương nhiên nếu là người khác thì cũng không làm được như Diệp Phàm. Dù sao thì sức sống của cô đã kiệt quệ từ lâu, chắc chắn sẽ chết, nhưng Diệp Phàm lại giữ được mạng cho cô, đây chính là sự lợi hại của cửu u hoàn châm. Nhưng điều này vẫn không đủ, cái Diệp Phàm muốn là cứu sống Đường sợ sợ. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt đầu nghĩ cách cứu sống cô, rất nhanh hẳn đã tìm được đáp án từ cửu chuyển đan quyết mà Tam Sư Phu cho hắn. Đan đại hoàn, đáy mắt Diệp Phàm sáng lấp lánh. Hẳn đã tìm được một đan phương có thể chữa trị cho sở sở trong cửu chuyển đan quyết. Cửu chuyển đan quyết này không chỉ có mỗi thuật luyện đan, trong đó còn chứa vô vàn đan phương của các loại đan dược, đan đại hoàn cũng là một đan dược trong số đó. Nghe nói chỉ cần uống đan dược này vào, dù cơ thể có bị thương nặng đến mức nào hay toàn bộ tỉnh nguyên và sinh lực đều cạn kiệt cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, có thể nói là cải tử hoàn sinh, là đan dược cửu phẩm chân chính. Trong giới tu hành, đan dược được chia từ nhất đến cửu phẩm, phẩm cấp càng cao thì cấp bậc đan dược sẽ càng cao, uy lực đương nhiên cũng càng mạnh. Đan dược cửu phẩm là đan dược mạnh nhất dưới tiên đan, ngay cả thế giới cao cấp cũng không có được mấy viên đan dược cửu phẩm, hơn nữa để luyện chế được đan dược cửu phẩm cũng cực kỳ khó, nó phải dùng rất nhiều dược liệu, không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế ra được. Đan đại hoàn là đan dược cửu phẩm, theo đan phương này, một khi luyện chế thành công là có thể cứu được Đường sở sở. Tuy nhiên dược liệu để luyện chế đan đại hoàn cực kỳ khan hiếm, cho dù là ở thời thượng cổ cũng khó mà tìm được đầy đủ, huống chỉ là trong thời đại ngày nay. Nhưng chỉ cần có hy vọng, Diệp Phàm sẽ không từ bỏ. Sở sở, em đợi anh nhé, anh nhất định sẽ giúp em khôi phục lại bình thường. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tang thương đầy nếp nhăn của Đường sở sở, hắn đau lòng đến khó thở, trong mắt tràn đầy áy náy. Sở sở vì hẳn mà trả giá quá nhiều. Có lẽ cả đời này hẳn không bao giờ bù đắp được cho cô. Nhưng tiếp theo, Diệp Phàm cũng không trực tiếp ra ngoài tìm dược liệu, mà chuẩn bị khôi phục thực lực trước. Lần này hắn có thể giết chết Viêm Đình là nhờ năng lượng thần bí do người thủ hộ bí cảnh của gia tộc họ Diệp ban tặng, nhưng hiện giờ sau khi cơn tức giận trong lòng hẳn đã nguôi ngoai, năng lượng thần bí đó đã trực tiếp biến mất, mà cơ thể hẳn cũng bị thương không hề nhẹ. Hơn nữa lần này Diệp Phàm giết người của Viêm Tông,
đối phương nhất định sẽ không buông tha cho hắn, hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên thực lực, chỉ vậy mới có thể đấu với bọn họ. Hắn không thể chết được, không phải hắn sợ chết, mà là Hân muốn tìm được dược liệu luyện chế đan đại hoàn để chữa trị cho Sở Sở, bởi vậy hắn nhất định phải sống. Tiếp đó, Diệp Phàm lại bắt đầu cần nuốt tinh huyết của Tổ Vu, dùng sức mạnh trong tinh huyết của Tổ Vu để tôi luyện cơ thể, nâng cao sức chiến đấu lần nữa, đồng thời điên cưỡng vận chuyển Tử Vị Đế Quyết để hấp thu sức mạnh của Sao Tử Ví, ngoài ra sức mạnh tín ngưỡng từ những người trên trái đất cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc, Diệp Phàm đã tu luyện suốt một tháng. Trong một tháng này, Diệp Phàm đã luyện hóa hai giọt máu của Tổ Vu, đồng thời hắn cũng luyện hóa được lực lượng trong máu của cường giả mà trước đó hắn chưa luyện hóa được trong Long Cấm Huyết Trì. Trong huyết trì có vô số máu của cường giả trên N trường cổ, lực lượng đáng sợ trong đó đâu phải là thứ mà Diệp Phàm có thể dễ dàng luyện hóa được, cho nên phần lớn lực lượng trong cơ thể hẳn vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, nhưng lần này hẳn đã luyện hóa được phân nửa. Cứ như vậy, cơ thể Diệp Phàm đã trải qua quá trình tôi luyện điên cuồng, thể chất cũng được tôi luyện đến mức làm người ta sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả sức mạnh cảnh giới của hắn. Chỉ cần một chút sức mạnh của cơ thể cũng đủ làm không gian sụp đổ. Thậm chí, 18 La Hán kim thân dường như đã trở nên chân thật hơn, hệt như La Hán thật sự giáng xuống. Ngay cả Tử Vi Đế Quyết của hắn cũng đột phá lên hậu kỳ tầng thứ nhất. Tử Vi Đế Quyết có 10 tầng, mỗi tầng chia thành 5 cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, đại viên mãn. Mỗi khi Diệp Phàm đột phá một cảnh giới, Tử Vi Đế khí sẽ trải qua quá trình lột xác và trở nên đáng sợ hơn, cho đến khi nó trở thành lực lượng mạnh nhất trong trời đất. Cùng lúc đó, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công, đôi tay hắn kết ra từng ẩn quyết phức tạp, từng tia sáng từ trong cơ thể hắn lao ra, tạo thành 99 cự tượng trên hư không. Suốt một tháng này, trong cơ thể Diệp Phàm đã ngưng tụ được 90 lưỡng tượng lực, do đó 99 con cự tượng đã xuất hiện. Hợp. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, ấn quyết được kết ra lao về phía 99 con cự tượng. Ầm ầm ầm. Khi ấn quyết của Diệp Phàm đánh vào đàn cự tượng, trực tiếp vang lên từng trận sấm sét. Giây tiếp theo, 99 con cự tượng này bắt đầu dung hợp vào nhau, chẳng bao lâu số lượng cự tượng ngày càng ít đi, cuối cùng, 99 con cự tượng này trực tiếp dung hợp thành một con cự tượng hoàn toàn mới. Con cự tượng này lớn hơn gấp trăm lần so với lúc nãy, bốn chân thô to như bốn cây cột chống trời, xỏ xuyên qua trời đất, có thể nói là đội trời đạp đất. Từ con cự tượng này vang lên một tiếng gầm, một luồng ánh sáng chói lóa từ trong hang bản ra, chiếu rọi lên bầu trời, tạo thành một uy áp lực cực kỳ kinh khủng. Thiên tượng. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào con cự tượng hoàn toàn mới này, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, kích động nói. Theo như những gì trong Long Tượng Bàn Nhược Công nói, khi ngưng tụ được 99 con cự tượng thì chúng có thể hợp nhất thành một thể, cuối cùng hóa thành một con thiên tượng mạnh hơn. Mà thiên tượng là tồn tại đáng sợ hơn cả cự tượng, một con thiên tượng đã mạnh hơn muôn vàn cự tượng. Đương nhiên nếu dung hợp 99 con cự long thì cũng có thể tạo thành một con thiên long càng đáng sợ hơn. Hơn nữa thiên long, thiên tượng còn có thể tiếp tục tiến hóa, uy lực khủng bố đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thiên tượng, ánh mắt hắn sáng ngời, trong lòng vô cùng hưng phấn. Có sự tồn tại của thiên tượng này, cho dù có gặp lại người như Viêm Đinh, hẳn cũng không còn phải lo lắng nữa. Ha ha! Không ngờ thiên phú của tân nhiệm Tử Vi Đế chủ lại mạnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn lão tặc Hiên Viên trước đây. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng ngang ngược từ trong cơ thể Diệp Phàm truyền ra, giọng nói này đúng là được truyền ra từ hổ phách ma đao trong cơ thể hắn. Lúc trước Diệp Phàm giết chết hậu duệ của ma thần Sivu, hổ phách ma đao trực tiếp ở lại trong đan điền của hắn, hắn vẫn không cách nào loại bỏ được, cuối cùng Diệp Phàm không quan tâm tới nó nữa, đây là lần đầu tiên hắn nghe được hổ phách ma đao nói chuyện. Ngươi là ma thần Sivu. Diệp Phàm thâm trầm nói, ánh mắt không ngừng lóe lên, ngoại trừ Sivu thì không ai có thể ở trong hổ phách ma đao. Tiểu tử ngươi cũng thông minh lắm, không sai, bổn tọa chính là ma thần Sivu. Giọng nói đó lại truyền ra từ hổ phách ma đao lần nữa, từng sợi ma khí từ trong đó dần lan ra khiến người ta thấy khó thở. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm túc, cảnh giác hỏi. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Bổn tọa sẽ không giết ngươi, nếu ngươi đã là Tử Vi Đế chủ cũng có nghĩa ngươi là hậu duệ của lão tặc Hiên Viên, nhưng nếu một hậu duệ của lão tặc Hiên Viên như ngươi lại học công pháp bổn tọa, trở thành hậu duệ của ma thần ta, không biết sau khi lão tặc Hiên Viên biết chuyện có tức đến nhảy ra hay không. Ha ha ha,
Ma thần Si Vưu nói xong thì cười lớn, làm cho thanh hổ phách ma đao chấn động kịch liệt. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hẳn còn chưa kịp phản ứng thì từ hổ phách ma đao đã bộc phát ra ma khí dày đặc, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân Diệp Phàm, bao trùm toàn bộ cơ thể hân rong đó, hoàn toàn không cho hẳn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cùng lúc đó, ở một thế giới nào đó, một chàng trai trẻ với khuôn mặt lạnh lẽo, mái tóc nửa bạc đứng ở một nơi, toàn thân được bọc trong một chiếc áo choàng đen. Tay trái anh ta cầm một bức tranh, đúng là bức tranh truy nã Diệp Phàm. Diệp Phàm, Sở Cửu Ga, Sở tộc, món nợ giữa chúng ta đã đến lúc thanh toán rồi. Lần này, ta sẽ cho tất cả các ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Quân Lâm giữ tợn quát. Sau đó, Sở Quân Lâm tìm được người Viêm Tông, anh ta cầm bức tranh vẽ Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tôi biết hẳn ở đâu. Trong một hang động nào đó ở thông thiên giới, một tiếng nổ lớn vang lên, ma khí ngập trời cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ toàn bộ dãy núi, thậm chí còn ngưng tụ thành một đám mây hình nấm đen kịt che khuất cả bầu trời. Bên trong hang động, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, ma khí cuồn cuộn xung quanh, dữ dội như sóng cuộn, tràn ngập toàn bộ hang động. Lúc này, Diệp Phàm mở mắt, đôi mắt đen kịt, ma quang bắn ra bốn phía, giống như một vị ma thần giáng thế, tỏa ra ma uy khủng bố. Danh con, cảm giác thế nào? Lực lượng của bổn tọa so với tử vi đế khí của ngươi mạnh hơn nhiều đúng không? Lúc này, giọng nói của ma thần Si Vưu lại vang lên. Rõ ràng, Diệp Phàm đã nhận được truyền thừa của ma thần Si Vưu, trong đầu hẳn lại có thêm một bộ công pháp tên là Thiên Ma Cấm Điển. Đây là công pháp mà Si Vưu tu luyện, không hề thua kém gì Hiên Viên Đế Quyết. Hơn nữa, Diệp Phàm còn nhận được một tia lực lượng bản nguyên mà Si Vưu để lại trong ma đao hổ phách, khiến ma khí trong cơ thể hẳn tăng vọt, trong nháy mắt đã áp đảo tử vi đế khí. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với ma đạo càng thêm tiến bộ vượt bậc, khiến hẳn trở thành một tu ma giả chân chính. Diệp Phàm vung tay, ma đao hổ phách tự động rơi vào tay hắn, khi hẳn cầm thanh đao này, ma uy tỏa ra càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, một luồng sáng từ ma đao hổ phách bắn ra, lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, hóa thành một bóng người đàn ông mặc chiến giáp đen, tóc tai rối bù, chính là ma thần Si Vưu. Ma thần Si Vưu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng gọi. Nhóc con, lực lượng của bốn tọa đủ mạnh chứ, ngươi có thể trở thành truyền nhân của ma thần, không hề lỗ. Si Vưu nhìn Diệp Phàm cười lớn. Đúng là đủ mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mặc dù ma thần Si Vưu truyền lại lực lượng và công pháp cho hắn, khiến hẳn có chút bất ngờ, nhưng Diệp Phàm không hề bài xích. Mặc dù tu ma giả luôn bị coi là tà ma ngoại đạo. Trong giới tu luyện, bị các thế lực chính đạo đàn áp. Nhưng Diệp Phàm không quan tâm đến những điều này. Chính hay tà, là do hắn quyết định, chứ không phải do người khác phán xét. Hơn nữa bây giờ hắn cần nhất chính là lực lượng cường đại. Ma thần Si Vưu truyền lại công pháp và lượng cho hẳn cũng đã giúp Diệp Phàm một việc lớn. Người đúng là tham lam, nhưng bây giờ ngươi đã nhận được một tỉa lực lượng bản nguyên của bổn tọa. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ luyện hóa cho tốt thì tu vi ma đạo của ngươi chắc chắn có thể nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối mạnh hơn cái gọi là tử vi đế khí của ngươi. Nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ từ tử vi đế chủ được mọi người kính sợ biến thành ma đầu bị mọi người truy sát. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Si Vưu nhìn Diệp Phàm nói. Không sao cả. Diệp Phàm hoàn toàn không quan tâm, bây giờ hẳn chỉ cần tăng cường thực lực, những thứ khác đều có thể không quan tâm. Tốt, đủ thẳng thân phóng khoáng. Có phong thái của bổn tọa năm xưa, xem ra không bao lâu nữa, thế gian này sẽ lại xuất hiện một vị ma thần mới. Ha ha ha. Si Vưu cười lớn. Cảm ơn. Diệp Phàm nhìn Si Vưu trực tiếp nói. Nhóc con, để bổn tọa giúp ngươi một bước cuối cùng. Tàn hồn của Si Vưu trực tiếp bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa màu đen lao thẳng vào hai mắt Diệp Phàm. A. Diệp Phàm ôm hai mắt đau đớn thét lên, hai mắt hẳn như bị ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt. Vô cùng đau đớn. Cơn đau này, cho dù Diệp Phàm có ý chí kiên cường cũng khó mà chịu đựng được. Cơn đau dữ dội này kéo dài suốt mười mấy phút mới kết thúc, Diệp Phàm đau đến mức ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, có cảm giác như được tái sinh từ trong lửa. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Phàm thở hổn hển, ngồi dậy, từ từ hồi phục lại. Hắn vội vàng kiểm tra hai mắt, nhưng không phát hiện ra điều gì. Hắn cũng không cảm nhận được mắt mình có gì thay đổi, vậy thì ma thần Si Vưu làm như vậy là vì cái gì? Thôi, mặc kệ, trước tiên phải tìm được dược liệu cứu Sở Sở quan trọng hơn. Diệp Phàm đứng dậy đi đến bên cạnh đường Sở Sở, cô vẫn còn đang ngủ say,
hẳn lập tức cống cô đi ra ngoài. Là ngươi? Lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên, Diệp Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện cách đó không xa có một thanh niên đang đứng. Là ngươi? Diệp Phàm nhìn thanh niên này, lập tức nhận ra đối phương, chính là thanh niên mà hẳn đã cứu ở Long Cấm, sau đó hỏi về nơi ở của tộc Tháo Bạt. Công tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Thanh niên này bước nhanh đến trước mặt Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sự kính nể nhìn Diệp Phàm, nói, công tử, ngươi thật lợi hại, vậy mà lại tiêu diệt toàn bộ 7 đại cổ tộc của thông thiên giới, còn giết cao cấp, thật quá lợi. Ngươi làm sao biết được những điều này? Diệp Phàm nhìn đối phương hỏi, thanh niên này liên kể lại chuyện hẳn bị các giới truy nã. Công tử, hiện tại Viêm Tông đã hạ lệnh truy nã cho các giới, yêu cầu bọn họ truy tìm ngươi, bây giờ các thế lực lớn đều đang ra sức tìm kiếm ngươi. Thanh niên này trả lời. Vậy bây giờ ngươi đã tìm được ta, định đi báo cho Viêm Tông sao? Diệp Phàm nhìn đối phương lạnh lùng nói, thanh niên này lập tức lão đầu, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, Bạch Hạo ta không thể làm ra chuyện bán đứng ân nhân. Đối với điều này, Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp cõng Sở Sở rời đi, Bạch Hạo nhìn Đường Sở Sở trên lưng hắn, mở miệng nói, công tử, bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang tìm ngươi, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, e rằng sẽ nhanh chóng bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa ngươi còn cống theo một người. Ta phải tìm dược liệu cứu Sở Sở, vì vậy ta nhất định phải ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tìm dược liệu, công tử muốn tìm dược liệu gì? Bạch Hạo tò mò hỏi. Diệp Phàm trực tiếp nói ra mấy loại dược liệu cần thiết để luyện chế đan đại hoàn, nhìn đối phương, ngươi đã từng nghe nói về những loại dược liệu này chưa? Lây đều không phải là dược liệu bình thường, mỗi loại đều cực kỳ hiếm có quý giá, muốn tìm được không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Hạo trầm giọng nói. Diệp Phàm lập tức muốn rời đi, nhưng Bạch Hạo vội vàng lên tiếng, tuy nhiên, gia tộc ta có một trong số những loại dược liệu này. Xoẹt. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn Bạch Hạo, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn. Đúng vậy, nhà ta có một loại dược liệu mà công tử nói, quả thiên diễm, là do năm xưa ông nội ta đã hy sinh một mạng người mới lấy được từ bên ngoài, vốn định dùng nó để luyện chế một viên đan dược, nhưng vì còn thiếu mấy loại dược liệu nên vẫn chưa luyện chết. Bạch Hạo mở miệng nói. Gia tộc ngươi ở đâu? Dẫn ta đi, Diệp Phàm trực tiếp nói. Bạch Hạo nhíu mày, công tử, ngươi có điều không biết, phụ thân ta trước đây ra ngoài lịch luyện, không may gặp nạn mà chết, nhị thúc ta liền nhân cơ hội đoạt lấy vị trí gia chủ của Bạch gia ta, còn muốn giết ta diệt khẩu, trước đây khi ta được công tử cứu chính là đang bị người của nhị thúc ta truy sát. Bây giờ quyền lực của Bạch gia đều nằm trong tay nhị thúc ta, hắn sẽ không giao quả thiên diễm ra đâu. Bạch Hạo lắc đầu. Không cho, thì giết. Diệp Phàm lạnh lùng tàn nhẫn quát. Hắn trực tiếp để Bạch Hạo dẫn hắn đến Bạch gia, rên đường đi, Diệp Phàm cũng biết được lai lịch của Bạch Hạo, đối phương là thiếu gia của Bạch gia, một trong 9 đại gia tộc của Thương Lan giới, một trong 8 đại thế giới trung cấp, Mạc gia đã ra tay với Diệp Phàm ở Long Cấm chính là một trong 9 đại gia tộc của Thương Lan giới. Sau khi tốn không ít khó khăn, Diệp Phàm và Bạch Hạo đến Bạch gia. Bạch Hạo, vậy mà ngươi còn dám quay lại? Nhanh đi bẩm báo gia chủ. Thủ vệ Bạch gia nhìn thấy Bạch Hạo xuất hiện, kinh ngạc nói. Phụt. Diệp Phàm vung tu la kiếm lên, chém ra một kiếm, trực tiếp chém chết tên thủ vệ này, bước vào Bạch gia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, trong Bạch gia, một đám người xông ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tỏa ra uy áp của lĩnh vực cảnh, chính là nhị thúc của Bạch Hạo, Bạch Triển. Bạch Hạo, vậy mà ngươi còn dám quay về? Đúng là khiến thúc thúc đây có chút bội phục. Bạch Triển nhìn Bạch Hạo cười khẩy. Phụt phụt. Bạch Triển vừa dứt lời, Diệp Phàm vung kiếm chém ra, ngay lập tức chém Bạch Triển thành hai nửa, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tất cả mọi người của Bạch gia có mặt ở đây đều sững sờ, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phàm. Là hắn. Lúc này, có người nhận ra Diệp Phàm, dù sao chân dung của hắn bây giờ gần như ai cũng có một bản, đương nhiên không thể không bị nhận ra. Bạch Hạo, vậy mà ngươi lại đi cùng với người bị Viêm Tông truy nã, ngươi muốn hại chết cả Bạch gia chúng ta sao? Đại trưởng lão Bạch gia chỉ vào Bạch Hạo quát lớn. Phụt. Vị đại trưởng lão này vừa dứt lời, cũng bị Diệp Phàm một kiếm chém thành hai nửa, ánh mắt hắn quét qua mọi người của Bạch gia, các ngươi còn ai có ý kiến gì không? Giây phút này, tất cả mọi người của Bạch gia có mặt ở đây đều hít một hơi lạnh, im thin thít, sợ hãi nhìn Diệp Phàm, căn bản không dám nói thêm một lời nào. Đi lấy dược liệu đó cho ta. Diệp Phàm nhìn Bạch Hạo trực tiếp nói,
Bạch Hạo gật đầu, đi vào Bạch gia. Chẳng bao lâu sau, Bạch Hạo cầm một cái hộp đi ra, Diệp Phàm trực tiếp mở ra, bên trong có một quả màu đỏ rực, chính là một trong những loại dược liệu cần thiết để Diệp Phàm luyện chế đan đại hoàn, quả thiên diễm. Nhìn thấy quả thiên diễm, Diệp Phàm vô cùng kích động, nhìn Bạch Hạo nói, cảm ơn. Công tử khách sáo quá, cứ coi như đây là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi đi. Bạch Hạo mỉm cười nói. Từ nay về sau hắn chính là gia chủ của Bạch gia các ngươi, ai dám phản đối, kết cục sẽ giống như hai người bọn họ. Diệp Phàm nhìn mọi người của Bạch gia lạnh lùng quát, kiếm trong tay hẳn chỉ vào thi thể của Bạch Triển và đại trưởng lão, rõ ràng là đang cảnh cáo mọi người của Bạch gia. Đối mặt với lời nói bá đạo của Diệp Phàm, mọi người của Bạch gia có mặt ở đây không một ai dám phản đối, bọn họ đều cung kính hô to với Bạch Hạo, tham kiến gia chủ. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm, Bạch Hạo trở thành gia chủ tân nhiệm của Bạch gia, một trong 9 đại gia tộc của Thương Lan giới. Cảm ơn công tử. Bạch Hạo cảm kích nói với Diệp Phàm, đồng thời mở miệng, công tử, Bạch gia ta ở thế giới trung cấp này cũng coi như có chút thế lực, không bằng công tử cứ ở lại Bạch gia trước, ta sẽ cho người đi dò la tin tức về những loại dược liệu mà công tử cần, như vậy hẳn là sẽ tốt hơn so với việc công tử tự mình đi tìm. Được, Diệp Phàm gật đầu, một mình hắn đi tìm, quả thật không bằng một đám người đi tìm sẽ dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Hạo đến trước mặt Diệp Phàm nói, công tử, ta vừa nhận được tin tức, tối nay Thương Lan giới sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn, một trong những vật phẩm đấu giá chính là cỏ long tiên. Cỏ long tiên. Diệp Phàm mở to mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Cỏ long tiên này chính là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế đan đại hoàn, không ngờ lại tìm được nhanh như vậy. Tuy nhiên, buổi đấu giá lần này vì có cỏ long tiên được đem ra đấu giá, đến lúc đó các cường giả của các thế giới trung cấp nhất định sẽ đến, nếu công tử xuất hiện, e rằng sẽ lập tức bị nhận ra, đến lúc đó sợ là. Bạch Hạo lo lắng nhìn Diệp Phàm trực tiếp nói, nếu bọn họ muốn chết, ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Trong một tòa thành nào đó của Thương Lan giới, vô cùng náo nhiệt, các cường giả của các thế giới trung cấp đều đến đây, mục đích bọn họ tụ tập ở đây chính là vì cỏ long tiên trong buổi đấu giá tối nay. Cỏ long tiên, theo truyền thuyết là một loại thiên tài địa bảo được hình thành từ nước bọt của chân long, giá trị cực kỳ quý giá, không chỉ có thể dùng để luyện đan, còn có thể trực tiếp nuốt vào, có thể tăng cường tu vi rất nhiều, vì vậy mới thu hút nhiều cường giả đến như vậy. Tối nay, trong 8 đại thế giới trung cấp, ngoại trừ thông thiên giới, những gia tộc hoặc tông môn nổi tiếng của 7 đại thế giới còn lại đều phái người đến, chính là vì tranh đoạt cỏ long tiên. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ buổi đấu giá chật kín người, tất cả mọi người đều đang mong chờ, chờ đợi cỏ long tiên xuất hiện. Vài phút sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, sau khi trải qua một vòng đấu giá các vật phẩm khác, vật phẩm được coi là át chủ bài của buổi đấu giá lần này, cỏ long tiên, cuối cùng cũng xuất hiện. Cỏ long tiên vừa xuất hiện, tỏa ra một tia long uy, khiến người ta càng thêm thèm muốn. Giá khởi điểm của cỏ long tiên này là 10.000 cực phẩm linh thạch. Người đấu giá trực tiếp nói, mọi người có mặt ở đây bắt đầu lần lượt ra giá. Trong nháy mắt, giá của cỏ long tiên này đã đạt đến 10.000 cực phẩm linh thạch. 20.000 cực phẩm linh thạch, cỏ long tiên này, Trần Thiên Hạo ta muốn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên, mọi người liếc mắt nhìn. Thấy một thanh niên khí chất hiên ngang, tỏa ra khí thế phi phàm xuất hiện ở đây, với một dáng vẻ khinh thường mọi người. Hắn ta là Trần Thiên Hạo xếp hạng 300 trên yêu nghiệt bảng. Nhanh chóng có người nhận ra người này, kinh ngạc không thôi. Ta ra 25.000 cực phẩm linh thạch. Ngay sau đó, lại có một thanh niên xuất hiện ở đây, lạnh lùng hô lên. Đó là Tôn Minh xếp hạng 257 trên yêu nghiệt bảng. Những người tham gia buổi đấu giá nhìn thanh niên này, lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Tiếp theo, lại có nhiều thiên tài xếp hạng top 300 trên yêu nghiệt bảng xuất hiện ở đây, trong đó thậm chí còn có cả thiên tài xếp hạng top 200, tất cả đều đang tranh đoạt cỏ long tiên, nhất thời đấu đến mức nước sôi lửa bỏng. Phía sau những thiên tài này đều là các tông môn gia tộc lớn của thế giới cao cấp, bọn họ vừa lên tiếng, những người của thế giới trung cấp có mặt ở đây tự nhiên không dám ra giá nữa. Cứ như vậy, cỏ long tiên này trở thành mục tiêu tranh đoạt của đám thiên tài trên yêu nghiệt bảng. Các vị thiên tài không cần tiếp tục tranh nữa, miễn cho bị thương, cỏ long tiên này cứ giao cho Viêm Tông ta đi. Lúc này, một nhóm người đi vào, mỗi người đều tỏa ra khí tức khủng bố, người dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, tỏa ra một cỗ uy áp vô hình.
Ông ta chính là cửu trưởng lão nội môn của Viêm Tông, Từ Dương, là một trong hai vị trưởng lão nội môn được Viêm Tông phái đến thế giới trung cấp để bắt Diệp Phàm. Viêm Tông. Những thiên kiêu có mặt ở đây nhìn thấy người của Viêm Tông, từng người một đều nhíu mày, những người khác để lần lượt đứng dậy, cung kính hành lễ với Từ Dương. Viêm Tông các người không bận rộn đi bắt người, chạy đến đây làm gì? Một thiên kiêu nhịn không được nói. Người phải bắt, cỏ long tiên này, Viêm Tông chúng ta cũng phải lấy. Từ Dương vuốt râu, thản nhiên nói. Cỏ long tiên, Diệp Phàm ta muốn. Ngay khi Từ Dương vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vô tình, tràn ngập sát khí vô tận vang vọng khắp toàn bộ buổi đấu giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.